con thao quên hoành bồ lúa nói, này ba, tôi là quên Hà Long, đàn sĩ đàn leo này đủ hung ấy nhìn dòng cái chàng già đấy. Bọn ấy chú phải con thao khăm bùng đông biếu. Bùng đông biếu hoành bồ, tôi là khăm bùng đông biếu, tôi đi đói bởi thao, mù sóng xây dầm đấy. Nhất là ra đầu tôi sóng dầm đấy cha dân chủ, tăng nhằng ý thiên mà phải linh chặt. Bởi tranh phù hợp dòng cái hình tây bọn ấy, này ba gặp một đông biếu, bọn ấy đến những chân khô, chân cảm đáng mùi khen, tờ sóng dòng thi đòi cái danh gia bọn ấy quên hòa lòng nhẵn. Này ba tờ thì đòi bởi thao mù trỏ cặp bụng đông biếu nhìn hà tế dòng mấy cái châu phảng hay là dòng đùng khen. Bùng đông biếu này ba từ sóng trên đúng sẩm nấy ở bản cha năng sườn sướng dân chủ quảng lá bốn ấy quên hoành bồ lổ noi nhẵng này ba tỏi là quên hạ lòng khen quang đính bùng đông biếu sẩm quên hạ lòng nhìn chinh khô đáng cảm tờ ti đói bảy thao mai mới nhìn hạ tế cha bùng đông biếu sẩm lấy sau chinh chẳng mới chơi năng bùng đông biếu sẩm như tin vậy năng vá tờ ti đói sẩm hoành bồ lổ noi sóng trên đúng sẩm lấy cha dân chủ đó là tên giá sóng khăm cùng đông biếu đang nhất giảm lấy quên hà lóng nhẵng thì sân dường hàn tối là cha sóng cùng đông biếu quắng nhất con ấy quên nhẵng cóng thâu cùng đông biếu hoành bồ nhẵng xa tao đập bấy nấy tối là đập bú nải tặng lồ nồi xa tao đập bầy thâu cùng đông biếu con ấy cha dân dường nhẵng tầm lấy giang vườn cáo cha dân dường đại bẻ chi bẻ châu béo tham nhìn sóng cùng đông biếu tí châu béo sóng đúng nhất dâu vai mẫu. Hôm nay thì cháu béo sóng so đã chú phải thao ỉ thao bổ táo kính. Dòng thân dưỡng nhà màn ấy nhìn từ bụng quầy sầm ninh táo chanh sóng bùng đông biếu. Bùng đông biếu tỏ là căm giá sóng phụ nữ sĩ ấy nhìn từ bụng quầy sầm ninh dùng thân sang ca béo. Căn táng vá thì đòi tham nhìn sóng bùng đông biếu ấy nhìn từ bụng quầy sầm ninh hạ tế. Ninh thao lấy tỉ sóng lấy ra thân dưỡng đấy, vây cả tông kính lấy tỉ đó hát sóng khắp bùng đông biếu trên đúng. Nhà màn dòng lấy là dịp bây một dòng u trỏ bùng đông biếu. Trong ngũ một đông biếu lộn lây tao và tranh dí bấy cái cáo mù sóng ăn ẩn phán khen hà tế nhổ cỏ mới lại mình phải chăm sóc từ bé là khoảng hơn một năm là mình mới có quả là bọc cũng chỉ bọc được khoảng chục vài quả thôi. Tao mà tranh ra đầu sóng bùng đông biếu bán chú phải nhạc đến cả ma quén. Và tranh sóng tự ủng đúng tế ăn nhăng. Thì bùng đông biếu sạt biếu. Và tranh sạt biếu ủng chắn bán giúp chú phải biểu lau. Nhân là nếu không bùng đông biếu ủng chẳng bán chú phải tỉa quén. Và phun năng sạt vụt giang lần đinh. Tăng vá sạt giang thêm bùng đông biếu sẽ mà thật đúng. Biếu nhìn mà khô. Tăng và tranh bùng lộ bán chú phải việt cả vòng kéo phun vòng thiêu. Bùng đông biếu nhìn khô nhất, tối là và tranh tổng sóng. Hôm nay, tàu cũng chóm thì bùng đông biếu nhìn mà cam dòng. Xong rồi nước là đến lúc mùa mưa ấy là phải đi khôi thoát. Nước xuống là phải dốc nước ngay, thì quả ổi nó mới ngọt được. Nó mà ngâm nước thì nó không ngon. Tàu cũng chóm tối là tranh bùng đông biếu vụt su đúng nhất hà tế. Dì vây và tranh tàu cùng thì tranh dâu chóm thì tranh dâu bùng lộ. Tăng vá nên có bùng đông biếu nhìn mà tỏi khô dòng. Đây tàu nhìn bùng đông biếu thì tranh dấu trọt. Tỏi có bùng đông biếu sủi thì tranh dấu tỏi có bùng đông biếu dù mà cam dòng. Vậy nàng vá, bùng đông biếu giảm lấy cha sườn sướng. Nhằm ăn xong bùng đông biếu tăng lồn nòi để xì đập ấy. Nàng và tranh phụt đùng biếu thì mai dù mà thật trá. Nay và tranh thật trá rồi mà nay đùng bùng đông biếu mai. Vậy và tranh giá tổng chóm trà mai bùng đông biếu mai mà tờ trà chẳng hà tế so ăn với tranh bùng đông biếu su giảm và tranh tàu cùng sóng hà tế tâm đấy ông lóng vùn bản sang nhà màn ấy nhìn tờ chân đúng nhằng ý thiên mà phải nhìn sập giát trung tâm quyền nông khen quảng định đập phòi hóp ăn trung tâm dịch vụ thuật mùa nhìn tờ nghỉ tây ủy ban nhà màn đập phòi hóp ăn hôn tuấn giảm cha thường dưỡng eo trần khai ở hóp cống bù nhà màn ấy nhìn mù cái cào nhìn môi khen tăng vá đã xến lấy dấp ngầu chỗ béo thảm viên hình ấy cũng bổ mù sóng bóng nóng biếu dân là dầm lấy này sắp hải ta môi chỗ béo thảm viên hình là gì đã leo chèn cài ấy nhìn chân góng ấy ơi viết gạp nhẵng đổi ăn đúng hung kỳ lâu sóng hay là ẩn phán môi khen đợt chút phải leo cá lẩu tỏi nòi môi khen hà tế ai tỏi cái cáo mù ẩn phán hay là băn cả ma môi hung tăng vá đã băng sáng bùng đông biếu nhìn chân khô hà tế vụt bùng đông biếu rồi chân đúng đảm mù bùng đông biếu nở bù quên hoành bồ nhẵng
nên gần cũng bầu từ ti đòi bọn bù con bù cái cáo nhìn mùi khen hay là leo bảng xăng là bù mù bằng đóng biếu ngoài bù môi tàu giá thảm nhìn hợp thời gian ấy đang leo ho cái cáo mù cả giá ảnh nhìn trên khóng mù sóng bằng đóng biếu phùn bằng đóng biếu lại tranh để nhìn trên khô cảm hạt thế tăng nhắn còn ít trên mà bè nhìn sắp lắm đường chấu béo thảm nhìn sóng bằng đóng biếu giảm cha dần dường đầu xít này đường hung cũng bầu ảnh sang nhắn vậy tăng với tranh văn cả sáng bầu ông lão tin giá sóng cũng nóng biếu rồi phụt trên đúng ảnh nhìn trên đúng giảm đấy nhất là bảng sáng vừa đến gì ảnh nhìn từ đáo nổi hạt thế đạm cá thì nguyên liệu chính này có phản đấy tôi là chủ yếu là ảnh tăng cái béo hạt thế bởi mai nhà mắn nhiều không giá béo giọt giảm cái chầu phẳng coi và tranh bữa u tạ nhằng bởi chơi chế tài ẩm cắn bù hung phấn hạt thế ủ giảm biển lên nhà tăng vá bởi cho chế tài đông ẩm nước khăm cùng đông biếu đây có phần lấy thở hợp tài cha trỏ mai phủn nhà màn sóng của bùng đông biếu buồn nên xí leo trỏ ỏng nước khăm bùng đông biếu hà tế phủn cân đi tây hắn góng hà tế tăng vá phủn các bùng đông biếu nhìn dù hẳn khô tăng vá dùng một chu đùng gùm hà tế tăng vai lấy nhà lấy bùng đông biếu giảm lấy tăng đùng lấy nhà lòng lấy đùng khắp bùng đông biếu sòng tờ pia nhăng đợt tờ ông đặng bắn toán nhằng chỗ béo ăn những cái phần ấy nính cứ sắp nổi nàn dăm ở hơi chặt bùng đông còn ninh hạt thế cứ môi khăm bùng đông biếu đợt tờ dăm pia lịt cái phần ấy tao mà tranh long cái phần ấy dăm bùng đông biếu nhằm mắn năng ứng toán ấy chinh nùm nha vây khăm bùng đông biếu ấy đã hắt vụt chinh quái hạt thế dâu nhìn chinh khô đồ nồi tăng vào tranh ảnh lụt cũng bầu đấy bờ hát ảnh nhìn mật từ đúng hà tế tăng vào tranh này dịch vụ hợp thực tra việt hứng mua trò các phán phần bờ trăm cùng đông phiếu tăng vá cùng đông phiếu rồi một chú kẽm nhìn dầu khô cùng đông phiếu rồi nhìn cô tế gió ăn đồ nồi nhẵng ra đầu gụ sóng chấm nơi các phán sáng nhẵng ung đung tế lấy pe khăm cùng đông phiếu giảm tờ ung đặng và toàn những chỗ phiếu đã phun sâu lau thật làm sâm ngầu thao lấy sắp bởi nhàn ở lê nha mày chơi chỉ khủng ẩn phán mùi khen hà tế binh quán môi cụ phun sâu lau tớ pẹp bơi nhán bụng đông biếu mai tớ nến sầu lau tớ y hơi chá xó ăn lỗ nòi nhắng mày tranh cóng thao chi chu môi hung hà tế nấy tỏ lâu hùng cũng bấu phun ảnh nhìn tớ chinh góng bụng đông biếu nhìn tớ chinh khô cảm lần ninh đã phun hắt nếu hung giá phản nấy đã ban lăng của nhóm mắn dầm lấy cha sườn sướng văn tớ cạch lỗ cũng bấu ảnh quén nấy ba là gì đậm leo bởi ảnh không bụng đông biếu sóng ảnh nhìn chinh đúng đáo nổi tăng vá nhà màn ảnh nhìn tùm dâu lấy khen dâu ảnh nhìn tùm phù hợp giảm trang trục béo ảnh nhìn đăng giảm thích đòi nói chung là cái nghề trồng của xã Sơn Dương cũng bấu mù sòng phùng đông biếu giảm chát dường dường đã ban lăng phùng bởi nhang chấu béo ăn đủ chấu béo ở những từ quầy sào đình tăng vá có rút thích khỏi quắng tiền giá mai bởi nhang cũng giá giảm lít khen Quảng Ninh tạo ra một cái sản phẩm để đặc sản của Quảng Ninh nhà mình với những cái nơi có phần đấy ai bên hung giá tăng với tranh chằm dân đình cần tây dâu chinh quái hạt thế tăng vá vùng đông phiếu sòng phụt dâu chinh mẻ ngóng quái mà sòng vùng đông phiếu phiếu giật tài dâu chinh đăng đem màn mai vùng đông phiếu nhìn đâu mà dấu mù chu này các kẻ ngại làm vùng đông phiếu sòng sáng với tranh chằm nơi có phần đấy vùng đông phiếu nhìn chinh khô cảm đem màn nhìn một hốc dầu ly hùng nơi các phản ấy cho ảnh nhìn tăng hợp tác trang ảnh nhìn tăng hình tây việt hướng nhẵng phối hợp ăn đùng tàu ảnh nhìn tăng hình tây mù sọc cây kèm phiếu hà tế phối hợp ăn thì đòi bòn pu sầm nghiên cha ảnh nhìn tăng bá được phun sâu lao tục chinh đùng phun ông phiếu khô cảm ông long ảnh nhìn tăng đấy ô nguyễn thị hà ăn thì đòi bòn pu là leo ngắn cầu một vai nhăng nào đấy thao này ba này các phần đấy tập tập về chỗ béo làm lấy cha sườn sướng kỳ sâu mai sóng chấm sầm các vùng đông béo hà tế tôi dù này đâm đá đấy vùng đông béo sạt tài mai tập tập kỳ pia sao trở ninh nhân là vùng đông đấy xà tàu được bơi thao mùi nhìn béo trên khô ta đầu triển khai sóng sầm lấy cha sườn sướng đóng vai nhăng lòng đấy có vùng đông béo đai loán nhảy nhim đập phun ảnh những chân góng từ bụi quầy sào ninh vây và thanh triển khai những chân góng tha tao tự tham biệt đình ảnh nhìn nhất là ảnh ấy cũng việt cạp nhưng cũng bổ ông lóng ảnh nhìn vùng đông răng ông lóng mai vùng đông giảm cuối ngoài cuộc ninh da ấn lồi cho tái giảm viết hứng ấn môi tranh để nhơi ảnh nâng lây phùn ảnh nhìn thắng nghìn tây ảnh thật đáo nổi nhằng ý thiên mập bè sắp bết ố Nguyễn Thị Thùy Ha đã leo chèn cài cũng bổ mùi nhìn văn thờ cũng bổ ảnh bền hợp thật cha việt hứng dày dắt ra dần dường những mụ ảnh nhìn mù sóng khắp vùng đông biếu hà tế.
nhìn dòng lấy ra rừng sớm phù hợp nhất, ngủ ngắn cầu, ai nhìn từ một quầy xào ninh tăng sóng các bông lông biếu, tăng phá rộng lóng, nhằm màn ai sát hung giá tại phòng quần năng lây, thì tăng phá nhằm màn ai cấp biếu lấy, rẻ mai ai nhìn từ trên đúng, tăng phá bờ leo trỏ các phản đăng, dòng lấy hợp tạch cha, quần nhằm màn chấm các bông lông biếu, ai nhìn bông lông sầu lao trên một biếu, bông lông biếu từ trên khô, tăng phá mai cuối ngoài cổ đình, tăng phá bông lông, bông biếu rẻ mai trên thiêu, giảm lên ngoài cố. Nên cắn cung bầu ảnh nhìn mù sóng căm vùng đông biếu, hay là triển khai ảnh nước khởi phần môi khen giảm vùng đông, ố hạng ăn đúng dòng khu ngắn cầu cho cung bầu mù ảnh nhìn từ trên góng, mù ảnh sóng căm vùng đông biếu, nhất là ảnh đàm là bố phần vùng đông biếu sườn dường, cùi ngoài cục ninh, nên ố đã leo triển khai ảnh đúng hung cung bầu, nơi ba ố hạ đang chẳng bị ngắn cầu đúng hung cung bầu, phần ống lóng, bổ nhăng, lau nấy, thay giấy, bông lông biếu mai giảm nấy ngoài cổ ninh, nhân là bông ấy nảy nào ủy vòng cố. Bông lông cổ nhăn lo thao nấy, bông leo gì đấy, cập bông biếu mai của ngoài cổ ninh, bông lông biếu đã leo mai được cái trái chinh chẳng, tăng vá một chút phải leo ảnh có mùi hùng bấu. Khoi ủng đúng tới sắp ngâu nhăng trên cái cung bấu, cung bấu ngủ sòng cung nông biếu giảm chát dần dường đã leo trên khải ảnh nhìn trên góng, nhân là tắm bức tranh gì ảnh nhìn bóng quả nàn và ủng lóng tắm hùng giá ảnh nhìn bóng quả nàn nhằm màn bay ảnh nhìn, thì cung nông biếu giảm lấy sườn sườn, sẽ nói ảnh nhìn từ trên góng mai cùi ngoài cục ninh, nhân là tắm vá đã băng sang phần nhằm màn ảnh kinh muốn giảm lấy sườn sườn, hay là giảm len quảng ninh nổi ảnh nhìn từ bụi quầy xào ninh. Thế đòi cắn mục rau sang leo khoi chương trình kiểm va giảm lấy trung tâm chuyên thầm Phleng Quảng Ninh. Chương trình nên hỏi tham lấy là chú, cả lại thì đòi cắn mục rau chú leo, hẹn bong bùng rau giảm chương trình kiểm va thì nhơi hơi.